Ban chỉ đạo 389 quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa có kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Theo đó, từ hôm nay đến ngày 28 tháng 2 năm 2021, Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương cần xác định đối tượng, tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm, tăng cường kiểm soát tại các khu cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường sông, đường hàng không và các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhóm các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập khẩu có điều kiện có thuế suất cao và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt, chú ý các mặt hàng liên quan đến phòng chống COVID-19.